Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Kim Vi. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở hồ Câu Đài Hướng Hà. Và hôm nay thì là buổi khai trương của hồ, và cũng có tổ chức một những chương trình giải để cho tất cả các anh em tuyển thủ tham gia. Và giờ bốc số thì cũng đang chuẩn bị rồi, và hôm nay thì anh em cũng đang có đầy đủ ở đây là hơn 30 chỗ để cho tất cả các anh em cần thủ tham gia. Lượng cá ở dưới hồ ngày hôm nay thì có vẻ là rất là to và tơi. Đây là mọi người. Thôi để thò tay bốc mà. Đấy, tay xé luôn đây, ông tò ngoẵng mãi nó mới đến nơi. Từ từ. Bây giờ quá trình là thả những có dưới có lỗ. Ô số vào đây và cho các cần thủ. Đỡ bỏ nó này thì ngửa trên. Thôi, cứ để ở đây, cứ đổ ở đây này. Xong rồi đến này đéo ai. Bốc đấy. Đéo gì vậy? Đấy, bỏ đây. Bốc trước đi ngay. Để. Bốc trước ra sau. Để ngang này. Thôi, bác để như này cũng được. Đây. Đúng rồi, đấy. Cho cái này. Được rồi. Xong rơi ra cái nào. Đấy. Đây này, rồi. Hình như vẫn còn được kẹp được này. Chặn tốt, lẻ tốt. Đằng sau. Anh em nào khởi điểm một phát đi. Chơi dần đi cho nó vừa đi còn gì nữa. Chặn này lẻ. Chưa 6 giờ bốc quả chưa nữa, 8 phút nữa. Gọi cho xe có mọi người chưa đến hết đâu. À. Gọi cho xe nhá. 6 giờ sao thông báo đi. Sẽ gọi theo danh sách ghi. Gọi theo danh sách như này. Đây số 1 là anh Trung Toàn Mồi Câu. Anh Trung này em phải số cuối. Số 2 là gì đây? Anh Đông Vực Trường. Anh Dũng ơi. À, không biết là còn thiếu còn thiếu bác nào mà không dùng nhỉ, để cho em Sơn TV đăng ký cần đấy. Cầm bút đâu rồi? Đấy, là danh sách này, danh sách bên này là 20 cần này. Có 20 cần này. Nó 2 cần này. À đây đây những hô 3 cần các thứ này đúng không? Đây là ôi Hoàng Hà Huy sao lại đứng cuối cùng à? 20 à? Đấy cần gì phải bốc, để nhúc thôi. Cái hai rồi. Ok. À, hy vọng là buổi khai trương ngày hôm nay của hồ câu Hướng Hà này sẽ là một buổi thật là tơi, thật là rực rỡ để phục vụ cho các vị huynh đài. Nhìn xa xa ở phía kia thì thấy có nhạc sĩ Tong bên kia. Đấy. Má só. Qua làm só em đây là. Có cá cá, có cá ăn cá đấy nhỉ. Nhân công tử. Đấy. Chuyên đi dập giải cướp cúp của các hồ về. Đấy, còn bên kia là YouTuber Cúc Hà Kích Sinh. Ôi, còn nhiều lắm. Đấy. Rất là nhiều những cao thủ. Đây, Hoàng Hà Hau này. Hoàng Hà Hau xếp số 20. Xếp số 20. Ôi kệ nhà các anh cứ bốc chán. Không phải bốc đâu, tí cứ thế là vào anh em bốc xong hết là mình còn chỗ nào là của mình. Rồi bây giờ thì hãy chờ đợi anh em bốc số và sau đó là ra đồ và vào việc thôi. Hôm nay chúng ta cùng chờ đợi xem kết quả của buổi khai trương cuộc thi ngày hôm nay như nào các bạn nhé. Giờ thì mọi người đang tập trung đầy đủ hết cả ở đây rồi, đang chuẩn bị để bốc số rồi các cô ạ. Hòm số thì đã được các cần thủ đi chất rồi. Đồ câu Đức Nhân. Đây. 3 số. Đồ câu sắt nhân. 3 số. Đồ câu sắt nhân. Trên đi giật cờ giật cúp. 6 rồi lọc rồi. 29. 6 này. 7. Đây rồi.
29 à? Đây. 29 67 phải không anh ơi? 67 29 rồi. Mỗi câu Phú Cường này. Phú Cường đâu nhỉ? Đang ăn dở. Ăn đi phải bốc cho sao? Anh Lam Phú Cường vẫn còn đang. Anh phải đâu rồi? Đâu có chỗ nào? À chỗ này to hơn đấy. Chết. 28 28 này. Ôi, cảm ơn rồi, cùng Nhân rồi. Rất cảm ơn nhá. Ngồi ngồi cạnh Nhân rồi đấy, anh Cường ạ, anh Nam ạ. Ôi giáo ngồi ngon thế, Nam. Nam à. Cho em nhỉ. Đâu số làm không làm được quan đấy. Đấy, yên tâm, cảm ơn. Nam thôi. Dương Thanh đấy à. Dương Thanh. Anh Phú Hà Phí Sinh. Hai số luôn nhé. Là một số. Đây từ từ Thoan Dương chọn số nào đấy. Số đấy nào nào. Đây. Số 3. 24 anh ơi. 24 đúng không? 3. 3 24. 1 từ đâu đến đây nhé. 1 Vũ Trần này. Hoàng Vũ Trần. Hoàng Vũ Trần. Hưng Hưng Hưng. Hưng Vũ Trần. Tôi ghi nhầm. Ôi hồi bà. Bà bà. Được. Điều gì cho bắt tao ba rồi. Đẹp. Viên Việt Trì. Đây là anh Hùng Mùi. Tạo chủ nhớ được. Muốn à? Số bao nhiêu bố mày? Hùng Mùi đây. Hùng Mùi 3 cần. Đâu? Đây, anh đây. Đấy chưa? Em bốc 12 đô hai anh em bốc kia chưa? Ờ thì anh bốc á. 32. Đẹp đi nha. Đâu rồi hết rồi à? Tất đâu này. Tất lành quanh ở đấy. 33. Chưa vẫn 16. 16. 16. Ton. Góc chéo rồi. 23 à. 34 mà anh. Cũng gần. 34 cuối cùng. 34. Nào. Anh Hiến bốc rồi đây. Được ghi cuối cùng. Anh Hiến bốc rồi đây. Hoàng Hao thì không cần phải bốc đâu. Con số nào là Hoàng Hao. Số 1. Chuẩn đấy. 1 đây anh ghi 0-1 10 à. Thái độ, thái độ. Máy táo y tế. Táo y tế. 15. Vừa 15 hôm qua rồi, hôm qua rằm rồi. Sang Phú Đinh. Sang à. Sunny. Được tên Sunny, tên nước ngoài đấy. Số bao nhiêu đấy? Cùng ơi. Cùng ơi. Cùng ơi đây anh cháu anh nghe bắt tay đoàn kết cái nào. Đây đây. Nam luôn á. Tuấn Nam. Ăn cái cháy được. Tuấn Nam luôn này. Tuấn Nam đang sờ mó gì đấy? 20 em ơi. Anh Hùng 20. 20 ở đâu nhỉ? Anh 20 ở cái câu canh ơi. Nào gỡ lại. 25. Số nào? 25. Còn số nào không? Anh Hiến. Ở đâu nhậu thích anh Hiến đây. Anh bốc cái gì đấy? Đấy số của thằng Hồng sáng của anh. Vâng. Bao nhiêu? Gần con số cuối cùng. 22. 22. Ôi cái đấy đúng cái tay em gặp rồi. Nó nằm ở chỗ nào ấy? 34 có con góc rồi, còn ai của ai đây? Đây. Hoàng Hào Y. Không chắc không phải để đánh nữa, chắc 34 rồi. 22 nằm dưới này đúng không? Vâng. Dưới này. 34 góc cuối cùng. Không, cái đấy đủ số chưa? Đủ số chưa? Đủ số rồi. Không. Bên đây còn 2 cần nữa. 2 cần nữa. Đây, của Hoàng Hào Y. Hoàng Hào Y là ai nhờ? Hoàng Hào Y. Bốc đi, bốc đi, bốc đi. Chờ xem còn cái nào vét nốt thôi. Không còn gì à? Nó trên mặt bằng mà, lót đấy rồi. Ô, tưởng mẹ ơi, tưởng hết. Bao nhiêu? 12 địt mẹ. 12. Con mồi rất là đẹp, bà Tư đẹp lắm. Anh sát nhau lắm anh em ạ. Trường. Trường hết nát là ai đấy? Trường hết nát. Đây đây, trường hết nát đây. Đây, tấm nát đây. Trường hết nát nha. 21. Mày ô 34. Còn một một suất của ai nữa? 21. Còn một suất của mình. Còn toàn thắng. Còn một suất toàn thắng thôi. Nguyễn Mạnh. Mạnh ô 34 ấy. Nguyễn Mạnh nào? Ờ, bây giờ chương trình bốc số cũng xong rồi. Bây giờ thì anh em thì cũng đã di chuyển sang bên ngoài. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay mới bắt đầu vào buổi sáng thì thấy là bầu trời khá là trong xanh các bạn ạ. Và như các bạn quan sát thấy thì ở đây có một cái view cũng khá là ổn, thoáng. Và hiện tại hồ này thì mất hẳn một cái biên bên kia là có một cái đường điện cao thế và đã không sử dụng được cái biên đấy. Và hiện tại thì theo như sự quan sát của Sơn thấy thì sẽ có một lợi thế nhất định nào đó dành cho ô số 1. Ô số 1 và ô số 34. Ô số 34 bên kia các bạn nhé. Và ô số 1 ở bên này ạ. Bởi vì là hai cái đầu này thì đều được có lợi thế về dọc cái biên dọc kia rằng là không có ai ngồi vào trong đấy được vì vướng được dây điện.
cho nên là sẽ được rất là lợi thế ở đấy. Còn như cái vị trí như chỗ Sơn đang đứng và chỗ người anh em của Sơn là Hoàng Hà Huy là vị trí ô số 12 đây, thì cái biên bên này thì phải nói là cũng không được đẹp lắm vì nó có một cái độ thoải và nước gì rất nông. Đấy, như các bạn quan sát thấy thì ở cái biên bên kia thì cá đang đi đẻ rất là nhiều luôn. Nó dãy suốt ở cái bờ bên kia. Nếu có những cái bờ cỏ, bên đấy có bờ cỏ thì nó dãy đẻ bên đấy nhiều. Còn cái biên bên này thì vừa nãy Sơn cân phao ở chỗ này thì thấy ở cái chỗ này mực nước nó chỉ đạt được khoảng tầm 1 mét để các bạn các cụ ạ. Đạt được khoảng tầm 1 mét thôi. Nước rất là nông. Và nó một cái kiểu thoải thoải ra nên là tỷ lệ gắp được ở bên này là cũng có vẻ là hơi khó khăn. Nhưng thôi cái này thì chúng ta cũng phải chờ đợi xem hên xui như thế nào, biết đâu lại nó lại dẫn đàn đến thì sao, đúng không? Còn cái góc bên này thì như các bạn thấy là nó hình như cái kiểu như là chữ, nó có một cái góc khuyết và như chữ U đấy. Nhưng ở bên này thì không biết là nước có sâu không? Bây giờ thì sẽ ra hỏi bạn Trung Kiên này một chút. Trung Kiên ơi, ở chỗ bên này thì nước sâu không? Chưa được 1 mét. À đúng. Thế là chứng tỏ rằng là đều đều ở đây thì nước nó chỉ tầm mét hơn mét một xíu thôi các bạn ạ. Còn ngoài giữa thì chắc chắn là sâu rồi. Nếu ngoài giữa thì chắc chắn là sâu hơn. Nhưng mà như mọi người quan sát thấy đây thì cái bờ này là cái bờ mới đắp. Cái bờ này mới đắp thêm thì đánh nó không biết là cái nền đáy thì nó là nước bùn cũ hay là bùn mới múc thì không biết, nhưng mà thì tất cả mình thấy cái bờ này thì là đều mới hết này. Nhưng để mà nhìn được cái tốc độ vào việc nhất thì theo như cá nhân Sơn nhìn thấy là ô số 1 và ô số 34, đó là ô đầu ô cuối. Còn hiện tại các anh em thì bây giờ thì cũng đã cân phao, trộn mồi, trộn xả đầy đủ hết rồi. Xong gần như là xong xuôi hết rồi. Và bây giờ chỉ còn chờ tiếng còi của ban trọng tài là sẽ vào việc thôi. Đó. Thế là như vậy là đủ hết 30 ô số nhá. Đủ hết 30 ô số. Anh Phúc Hà thì anh Phúc Hà Pixing thì ngồi được vào ô số 3. Ô số 3 là cũng khá là đẹp. Đó. Và lại có một cái điều rất là hay các bạn ạ. Là cái ô số 1 kia thì người ta hay nói là cá chiều tay mới. Lại là một vị huynh đài đại sư mới tinh tình tình luôn. Vừa mới sắm bộ đồ hôm qua. Vừa mới sắm bộ đồ mới tinh hết, cái gì cũng mới để hôm nay đi tham gia buổi khai trương và tham gia giải này các bạn ạ. Đấy, thì vừa nãy thì Sơn có ra Sơn hỏi thì vừa bắt đầu vẫn còn loay hoay, còn cân phao, cân chì ra cần ra mồi còn chưa thành thạo lắm ấy, kiểu như thế. Nhưng mà không biết là có phải không hay là trêu vậy, nhưng mà thấy bộ đồ thì mới tinh hết thật. Và không biết là hôm nay liệu có vào việc hay không. Thì bây giờ thì chúng ta cũng cần phải là chờ đợi thôi. Thời gian cũng đang chuẩn bị bắt đầu rồi các cụ ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhìn đồng hồ, 1 phút nữa. Bắt đầu. Bém thôi. Mẹ chỗ này đéo có vị gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta cùng quan sát các cần thủ ra đòn ạ. Ném mồi, xả ổ. Bắt đầu cho cá liên hoan. Ăn buffet. Đó. Đang mọi người đang tí tách ném mồi. Ít mà gãy phao. Úi trời. Tí nữa thì gãy phao. Quả mồi đầu tiên của Hoàng Hà Huy là sát chân phao luôn. Quả thứ hai xem nào. Trời, vẫn một chỗ luôn. Cái này chơi bóng rổ thì ối rồi ôi luôn. Vẫn chỗ đây luôn, được, đẹp. Và bên này nữa. Theo như Sơn quan sát thấy thì bên kia thì anh Hà Phúc Hà Fishing thì chưa cần xả. Anh vẫn đang chờ đợi cho mọi người xả trước. Đấy, và
anh chắc là sẽ xả sau. Bây giờ thì cần các cần thủ thì cũng gần như là đang chờ đợi. Ném tới vời luôn. Cho luôn, cho hết luôn chỗ đấy đi. Đấy. Cho hết chỗ đấy xong rồi xong có cá kẹp. Xong kẹp kẹp trộn lấy khác. Kẹp trộn trộn cái khác. Cứ bòm bõm bòm bõm. Đấy, các cụ xem. Ấy chà. Hơi gần, hơi gần, hơi gần. Nhiều quá. Ôi, rồi. Thôi thì thôi, mệt rồi. Cho mệt rồi. Thêm bom nữa. Để lấy xô để rửa tay. Cho thêm bom nữa vào. Nhiều quá này. Cho bom nữa vào, em nghe anh cho bom nữa vào. Nắm chặt bom cho nữa. Ngoài cho ngoài cho nó đến. Cho bom nữa vào. Nó loang tay tí. Rồi, gần chỗ đây. Nó vào nghe này. Ui xưa, nốt chỗ đấy thì còn nó tẹo rồi gì. Nốt chỗ đấy đi. Đéo nào vứt toàn một chỗ nhỉ. Thế thì nó mới cuốn. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi xem là cần thủ nào sẽ bắt được con cá đầu nha các cụ. Tất cả các anh em thì đã bắt đầu lên lòng rồi. Lên lòng là chuẩn bị là bóp cò thôi. Chuẩn bị bóp cò thôi anh em ơi. À này, cho góc này tí này. Góc này tí này. Góc này tí này. Thật, thật chung ạ. Này, cho dọc góc này tí. Lúc nào mà hết xả thì bốc đất xả cũng được. Cá nó tưởng mồi nó vẫn vào mà. Đấy, bên... À, hình như là những cái ô cờ đỏ đỏ này là của tem hay là của nhà hồ ạ. Đây này các bạn này. Đấy, có những cái ô. À đây, phải ra hỏi anh. Anh chú, những cái ô này là của nhà hồ mình đúng không anh? Vâng. Bố trí những cái ô này của nhà hồ mình là bố trí để cho anh em, nhưng mà vì là nó số lượng nó có hạn. Đấy. À số lượng có hạn là thế là chưa đầu tư hết. Vâng. Được. À đây là anh này là chủ hồ đây các bạn nhá. À. Và chương trình hôm nay thì khả năng cá sẽ lên tơi. Vâng, cứ chúc cho nhà hồ là khai trương hồng phát trước đã. Và cũng chúc cho anh em cần thủ nó tơi tay. Đó, dạ. Đây là niềm vui chung của chủ hồ lẫn anh em thợ câu. Dạ vâng, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục quan sát cái hướng bên kia nữa. Hướng bên kia thì có 2, 4, 6, 8, 9 cần. Bên này thì 2, 4, 6, 8 cần. Và hướng này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cần bên này. À, bên này nhiều hơn này. 2, 4, 6, 8, 10, đúng 1. Và hai cái biên ở bên đường dây điện kia thì mọi người đều quan sát thấy rằng là cá vào đi kiểu như đi dãy đẻ rất là nhiều.